Chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 28 tháng 8. Thì đầu tiên chính là số ca dương tính ở các tỉnh lân cận mà được Bộ Y tế công bố vào trưa ngày hôm qua, ngày 27 tháng 8. Thì theo đó, Bến Tre là 1.680 ca, tăng 31 ca. Mình cũng xin trả lời câu hỏi của bạn Thanh Võ là sao hôm qua mình đăng chỉ có 1 ca mà Bộ Y tế công bố là 31 ca, phải đâu là sự thật? Xin đưa tin cho biết, không lẽ Bộ Y tế báo khống sao? Mình cũng xin trả lời câu hỏi của bạn Thanh Võ như sau. Thì nếu mà bạn theo dõi video mình thường xuyên thì mọi người cũng đã biết thông số mà mình đưa ra trong mỗi video clip là được CDC Bến Tre công bố theo ngày sáng, trưa, chiều. Và Bộ Y tế sẽ nhận thông báo từ CDC Bến Tre hôm nay và sẽ công bố vào ngày mai. Thì Bộ Y tế sẽ luôn luôn chậm hơn Bến Tre, bình quân là một ngày hoặc là nửa ngày. Thì không riêng gì Bến Tre mà đa phần các tỉnh khác đều như vậy, tức là Bộ Y tế sẽ công bố chậm hơn địa phương sau khi địa phương đưa thông số bệnh nhân lên Bộ Y tế. Hy vọng câu trả lời của mình cũng đã giải đáp một phần thắc mắc của bạn Thanh Võ. Và thông tin tiếp theo, Bến Tre xử phạt 89 trường hợp vi phạm với số tiền là 184 triệu đồng. Thì theo báo cáo của công an tỉnh ngày 27 tháng 8, các tổ công tác của lực lượng công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 89 trường hợp. Thì trong đó là lỗi ra đường không có lý do chính đáng là 86 trường hợp, không chấp hành các quy định về cách ly là 2 trường hợp, không đeo khẩu trang là 1 trường hợp, tổng số tiền là 184 triệu đồng. Lập biên bản vi phạm quy định về phòng chống dịch là 131 trường hợp, kiểm tra là 4.945 lượt phương tiện, buộc quay đầu 45 xe do không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Thì phối hợp kiểm tra công tác phòng chống dịch là 499 cuộc, nhắc nhở 208 người dân, 17 cơ sở kinh doanh không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Và mình cũng xin trả lời cái câu hỏi là khi nào hết giãn cách. Thì rất là nhiều các bạn đã đặt câu hỏi cho mình là khi nào phải giãn cách. Và mình cũng đã công bố trong một cái clip ngày hôm qua là Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bến Tre đã kiến nghị với lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân sẽ kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 đến hết nghị lễ quốc khánh 2/9, mặc dù thành phố Bến Tre đã chuyển thành vùng xanh do hơn 10 ngày không có ca nhiễm COVID-19. Thì mình cũng thông báo lại rõ cho các bạn được rõ hơn, đây chỉ là kiến nghị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bến Tre, kiến nghị lên lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Mình và các bạn phải đợi công văn chính thức từ lãnh đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Và thông tin tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay chính là tại Chợ Lách đăng tải thông tin sai sự thật, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng. Thì ngày 27 tháng 8 tại trụ sở công an xã Vĩnh Hòa, công an huyện Chợ Lách đã trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của giám đốc công an tỉnh Bến Tre đối với đối tượng là BBN, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, về hành vi sử dụng trang mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức với mức tiền phạt là 7,5 triệu đồng. Thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 28 tháng 8. Thì theo đó, từ 6 giờ chiều ngày hôm qua, 27 tháng 8 đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 28 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.705 ca. Thì hiện Bến Tre đã có ghi nhận được 40 ca tử vong và 1.127 ca đã ra viện. Thì số ca dương tính mới được ghi nhận bao gồm là ổ dịch công ty thuộc khu công nghiệp An Hiệp là 8 ca, Thạnh Phú là 4 ca, tại Thới Thạnh, Ba Tri là 3 ca, tại thị trấn, Mỏ Cày Bắc là 2 ca, tại Tân Bình và Thành An, Dòng Trôm là 1 ca, tại Hương Nhượng, Mỏ Cày Nam là 4 ca, là bao gồm ở Định Thủy là 1 ca, thị trấn là 3 ca, làm nghề đi ghe có hộ khẩu ở Chợ Lách. Ngoài tỉnh về là 2 ca, có địa chỉ tại Thoại Sơn, An Giang. Thì trong 24 ca vừa ghi nhận là có 17 ca trong khu cách ly và phong tỏa, cộng đồng là 7 ca. Thì 7 ca cộng đồng bao gồm là 4 ca tại Thới Thạnh, Thạnh Phú, 1 ca tại Định Thủy, Mỏ Cày Nam do test nhanh dương tính phát hiện trong chiến dịch tầm soát cộng đồng và đang điều tra dịch tễ. 2 ca ngoài tỉnh về, trong đó có 1 ca là làm nghề phụ xe và 1 ca làm nghề tài xế chở hàng đi nhiều nơi, test dương tính tại chốt cầu Rạch Miễu, chưa được cách ly trước đó. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây.
Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều.